Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và đội tuyển Italy. Đây là trận đấu thuộc giải UEFA Nations League và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 7 tháng 9 và theo đánh giá, đội tuyển Pháp sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Italy với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Pháp và đội tuyển Italy thì tuyển Pháp thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước đội tuyển Italy. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Pháp thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Italy, Italy thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Pháp chấp 0,75 hoặc là 0,5 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại, tuyển Pháp đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn Italy. Thứ hai nữa thì tuyển Pháp có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì tuyển Pháp cũng đang vượt trội hơn so với Italy. Những lần mà tiếp đón Italy trên sân nhà trước đây thì đa phần tuyển Pháp đều tận dụng được tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng, và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà với lực lượng hầu như là mạnh nhất và phong độ đang ổn định, thì với mức kèo này mình dự đoán là tuyển Pháp họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn tuyển Pháp chấp nha. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì cũng có một số trận là từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Cái hiệu suất ghi bàn của tuyển Pháp lẫn Italy ở thời gian gần nhất cũng đang khá đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 2-1 hoặc 3-1 nghiêng về cho tuyển Pháp trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2,5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài sẽ là một trái. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ cũng đang rất ổn định thì tuyển Pháp họ sẽ chắc chiêu cơ hội của mình và có được một hoặc hai bàn dẫn trước ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn tuyển Pháp nhé, và canh tài còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn đội tuyển Pháp và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.